tiếp tục công việc các chị. Nhà mặt tiền công viên đây, view nhà mình sẽ đối diện qua đây. À, quý anh chị thấy mê không? Ở thành phố mà kiếm những căn nhà mà đối diện mặt tiền công viên nó không có nhiều đâu quý anh chị ha. Nhưng cái bất động sản này nó có tính khan hiếm, càng ở giá trị càng tăng cao quý anh chị nhá. Vỉa hè bên đây là công viên, người ta để ô tô đúng quý anh chị ha, hàng xóm để ô tô này, nhìn qua thấy căn nhà của mình đây. Đó, quý anh chị thấy không? Mặt tiền công viên, nhà có phòng ngủ dưới luôn, nhà xây mới 100%. Đây là thành phố Thuận An anh chị, lúc trước là trên hàng 3 ha. Bây giờ ra trước Tết nên là giảm xuống dưới hàng 3. 29 rồi. Nhà mình hướng chính nam, anh chị nào đâm tứ trạch rất là hợp quý chị. Chưa ai ở đâu nhá. Đấy, nhà là mới 100%, mới hẳn luôn quý chị. Đó, cần tìm chủ nhân mới cho căn nhà này. Ở đây người ta có dán gạch lên khoảng 80 cm rồi quý chị. Đó, nhà cứng cáp, sạch sẽ, đẹp, nhà hướng chính nam, mát mẻ quý chị. 64m2, thổ cư full anh chị nhá. Rồi, phòng khách nhà mình đó, chỗ đây nhà bếp, bếp ăn mình đây, và nhà mình sẽ có phòng ngủ dưới anh chị nhá. Khu vực cầu thang này gia chủ tận dụng để mình làm nhà vệ sinh. Đó, bếp ăn nhà mình đây, bếp trên bếp dưới đầy đủ. Một cái không gian như thế này là em thấy khá là hợp lý với diện tích 64m2 mà người ta xây, bao gồm phòng khách, nhà ăn và phòng ngủ dưới bên đây. Cuối kia có lối thoát hiểm luôn đó quý chị. Tất cả các cái phòng ngủ đều có cửa sổ anh chị nhá. Và đây là phòng ngủ dưới nhá. Đây, lối thoát hiểm ở cuối nhà đây. Đó. Rất là an toàn quý chị, mình có thể giặt phơi đồ ở phía sau đó cũng được anh chị nhá. Đấy, mời anh chị mình lên lầu. Cái phòng ngủ này trên lầu có nhà vệ sinh luôn anh chị này. Đây, nhà vệ sinh mình này, labo gương soi đầy đủ hết anh chị nhá. Vậy là nhà mình sẽ có tổng 3 cái phòng ngủ, và riêng cái phòng ngủ này là có hẳn nhà vệ sinh khép kín cho anh chị mình luôn. Đó, rất ok quý anh chị nhá. Đây, tiếp tục. Cái nhà vệ sinh này thì dùng chung cho khu vực lầu 1 nhà mình ở trên lầu. Đó, dùng chung anh chị nhá. Cái giếng trời này cũng rõ to quý anh chị này. Đủ sáng không ạ? Đó, cực kỳ sáng nhá. Cái cầu thang, khu vực cầu thang nhà mình rộng rãi và thoải mái đẹp. Ok. Đây quý anh chị xem. Tất cả đều có cửa. Có cửa hết quý anh chị nhá. Đấy, phòng ngủ số 3 đây nhá. Phòng thờ ở phía trước. Ở trước đây sẽ là phòng thờ anh chị. Công năng nhà mình như vậy là quá ok chưa ạ? 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, có phòng ngủ dưới ha. Có 1 phòng ngủ, có nhà vệ sinh khép kín. Nhà điểm cộng. Điểm cộng, mặt tiền công viên. Đó, nhìn sang công viên. Đẹp quý anh chị nhá. Rồi, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh chị nhá. Để dễ hình dung, chợ Phú Phong, ngã tư Miếu Ông Cù. Anh chị tìm là ra ha. Chợ Phú Phong 200m anh chị. Đó. 2,9 tỏi căn nhà này là còn nói chuyện anh chị nha. Sổ sách giấy tờ đầy đủ nha. Có sổ sắn nha. Xem xong nha. Được nha. Ra phòng công chứng luôn anh chị nha. Sổ tươi nha. Rồi em xin cảm ơn.